Em chào mọi người nhé. Hôm nay Hoa Lan Hà Nội sẽ giới thiệu đến các bác cái bộ chậu để mình phục vụ trồng lan. Đó, bộ chậu này rẻ nhất của nhà em rồi, với giá chỉ có 130.000 thôi, bao ship toàn quốc. Nhưng mà nó cũng bao gồm đầy đủ hầu hết những cái vật tư cần thiết. Bây giờ em sẽ giới thiệu cụ thể bộ sản phẩm của nhà em này. Thứ nhất là 10 chậu, 10 chậu song phi 20 giả gỗ rất là đẹp như thế này. Đấy, bền chắc cực kỳ luôn, dùng khoảng 5-6 năm thoải mái. Thứ hai là đi kèm chậu thì là 10 cái móc kém. Đấy, 10 cái móc kém nhé, dài 80 phân, treo rất là bền chắc. Thứ ba là một cái túi vỏ thông to. Một cái túi vỏ thông to nhé, khoảng 1kg. Vỏ thông ở nhà em xử lý cực kỳ sạch sẽ rồi, mà bình thường em bán 25.000 đấy, 25.000 một cân đấy. Thứ tư là một cái túi rêu như này. Một túi rêu to dùng để phủ mặt chậu nhé, giữ ẩm cho cây. Đấy. Thứ năm ấy là một cái túi phân chùn quế. Phân chùn quế dạng phân tan chậm nhé. Mỗi chậu mình bỏ một chút thôi, thì cái túi này mình bỏ được khoảng 20 chậu đấy. Đấy, phân chùn quế rất là tốt cho cây, cung cấp những cái khoáng chất, những cái dưỡng chất cho cây cần thiết. Và cuối cùng là hai cái lọ thuốc sinh trưởng nhé. Hai cái lọ thuốc này kích thích sinh trưởng cây rất là tốt, nhất là trong cái mùa trồng cây như thế này. Đấy, nhất là trong cái mùa xuân, cây nó đang cần dinh dưỡng để nó phát triển, để nó lớn. Thì chọn bộ vật tư này thì em bán cho mọi người với giá là 130.000 nhé, bao ship toàn quốc. Nó quá là rẻ rồi, cực kỳ rẻ, siêu rẻ. Đó. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106 nhé. Các bác nhận hàng ấy thì kiểm tra hàng cho em đầy đủ những cái món vật tư như em giới thiệu thì mình nhận hàng. Đấy, quá là rẻ, bao gồm chậu móc, vỏ thông, phân, rồi là rêu, rồi là thuốc sinh trưởng. Đó, số điện thoại thì em để dưới bài viết nhé. Em xin chào các bác.